Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Thưa quý vị, Octopus Network, dự án được biết đến là một trong những cái tên tiên phong trên Layer Blockchain và là một dự án vô cùng quan trọng đối với cả hệ sinh thái. Vậy thì ở video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị tổng quan về dự án đột phá Octopus Network và đồng coin OCT. Thưa quý vị, Octopus Network là một sidechain hoạt động song song với blockchain Near Protocol. Nó cho phép nhà phát triển dự án khởi chạy và vận hành các ứng dụng tài chính phi tập trung Web3 trên một blockchain phụ hay còn gọi là AppChain. AppChain là một ứng dụng web nhưng được triển khai trên nền tảng Web3 và nó chạy dưới dạng một blockchain độc lập. Các AppChain này cho phép nhà phát triển có thể tùy chỉnh ứng dụng của họ theo cấu trúc quản trị, thiết kế crypto economic hay thậm chí cả consensus algorithm thuật toán đồng thuận, đồng thời vẫn giữ được hưởng lợi từ mother chain mà không phải cạnh tranh về khả năng xử lý giao dịch với các ứng dụng khác trên cùng mạng lưới. Thông qua giao thức của Octopus, các nhà phát triển và dự án sẽ có thể dễ dàng xây dựng app chain và còn tiết kiệm chi phí hơn 100 lần. Octopus tự tin rằng họ sẽ có thể mở ra một làn sóng mới cho Web3. Đặc điểm nổi bật của Octopus Network. Điểm nổi bật nhất của Octopus Network đó là các nhà phát triển trên Near Protocol có khả năng tự xây dựng các chain phụ giống như cấu trúc các subchain trên Polkadot, nhưng không bị giới hạn ở con số 100 chuỗi phụ như Polkadot, cũng như không bị giới hạn về mặt thời gian. Nếu các validator ở một app chain riêng biệt ngừng hoạt động, chỉ có app chain đó bị đóng băng khả năng sử dụng, không ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống, cũng như không ảnh hưởng tới các app chain khác. Bên cạnh đó, các validator cũng sẽ được hưởng lợi từ app chain bởi các giao thức phức tạp hơn đồng nghĩa với việc khoản phí giao dịch họ thu được qua staking cũng sẽ cao hơn. Các app trên cũng cung cấp cho các nhà phát triển khả năng tạo, quản trị, tương tác, tùy chỉnh tính năng của chuỗi để phù hợp với DApp, trong khi vẫn giữ được những tính chất ưu việt của blockchain nền tảng Layer như độ bảo mật. Và cuối cùng, việc vận hành nhiều app trên cho phép việc xử lý giao dịch nhanh hơn, phí giao dịch giảm, giúp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Tính năng của Octopus Network. Các app chain của Octopus Network nhận được lợi thế từ việc vừa là một blockchain độc lập, vừa là một thành viên của mạng lưới được kết nối với nhiều dịch vụ cũng như sử dụng các tiện ích phong phú. Tính năng thứ nhất là bảo mật. Octopus Relay cung cấp bảo mật cho thuê linh hoạt và tiết kiệm chi phí chưa từng có, nơi các app chain có thể quyết định mức độ bảo mật mà họ muốn và số tiền họ sẵn sàng trả cho nó. Tính năng thứ hai, khả năng tương tác. Khả năng tương tác nhanh bao gồm tương tác undeniable với các app chain khác. Trên hệ sinh thái Near, các app chain có thể tương tác với các blockchain bên ngoài Octopus Network thông qua cầu nối trên Near. Tính năng thứ ba, cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng bao gồm testnet cổng RPC, trình đập chỉ mục, trình khám phá khối, tích hợp ví, dịch vụ lưu trữ, vân vân. Tính năng thứ tư là cộng đồng. Octopus Network hỗ trợ app trên từ nhiều khía cạnh, chẳng hạn như gây quỹ, tuyển dụng, chia sẻ bí quyết, thiết kế token Lomix, niêm yết token, vân vân. Thông tin về token OCT của Octopus Network. OCT là token tiện ích có thể thay thế, không lạm phát, sử dụng stake trên các app chain khác nhau để đảm bảo tính bảo mật của chúng về mặt kinh tế. Token OCT là token LERP141, đề xuất nâng cao Layer 141, tương đương với tiêu chuẩn ERC20 trên giao thức Near. Tên token Octopus Network OCT, tổng cung tối đa 100 triệu.
giá hiện tại 1,76 USD, giá cao nhất mọi thời điểm 7,02 USD vào ngày 16 tháng 1 năm 2022, giá thấp nhất mọi thời điểm 1,21 USD vào ngày 20 tháng 12 năm 2021. Phân phối 100 triệu token ban đầu với các thành phần như sau: khởi tạo bảo mật 5%, 2,5% IDO, vòng A 12,5%, vòng hạt giống 15%, phần thưởng cho app trên 15%, thiên thần 6%, đội ngũ 24%, airdrop 5%, nền tảng 10%, nhà đầu tư chiến lược 5%. Token OCT được dùng để làm tài sản thế chấp để đảm bảo app trên security, được dùng để quản trị, được dùng để xác nhận các ứng viên app trên và được dùng để làm phí giao dịch trên các app trên. Octopus Network là một giải pháp sáng tạo trên Layer 2 của Layer Protocol, sao cho hàng nghìn app trên và có thể không giới hạn số lượng, có thể lưu trữ và bảo mật cùng nhau dựa trên Near mà không tốn kém nhiều chi phí. Một giải pháp thích hợp với các ứng dụng Web3 và cho phép tương tác cross-chain với một trong bộ ba các ứng dụng nền tảng như Rainbow Bridge, Aurora, EVM. Gần như mọi DApp hiện nay đều có thể khởi chạy trên Near Protocol một cách dễ dàng mà không cần thay đổi quá nhiều về cấu trúc. Đây là một trong những chiến lược giúp Near sẽ tăng tốc cho hệ sinh thái của mình trong thời gian tới. Thưa quý vị, video mang nội dung thông tin và không phải lời khuyên đầu tư. KTV Channel không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro trực tiếp hoặc gián tiếp nào. Nếu thấy video hay, bổ ích, hãy like, đăng ký, theo dõi và chia sẻ kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Xin cảm ơn.